auto tấm 1 nha anh em. Em vô nhảy cho mấy cái dòng này có hai bánh kem lắm này. Ăn bánh kem không? Tao chưa có. Ê, hai tem bên tay phải này. Hai tem bên phải kìa. Một tem nhà thờ này, một tem đang đu vô này. Mình sẽ đu vô hai kho với nhà bánh mì nha. Mình đánh ngược qua tay trái nha. Cho nó nhà đá với cái vòng tròn mình pin lúc đầu đi. Hai tem, một tem trên núi dưới. Rồi, tao này có súng tao bắn chết tao. Trên núi nó bắn xuống rồi đấy. Thì đâu rồi, vô nhà vậy? Nó chạy này. Nóc 1 này. Nóc 1 ngay ra này. Enemies ahead. Chạy luôn, bỏ. Gọi đi, đẩy luôn đi, đẩy chạy lên. Nó lên cao rồi, một thằng lên cao rồi. Ui gạt không được ta. Bà mẹ nó chứ. Trên cao này. Chạy lên. Ê nó bị tên nào bắn nóc rồi, nó bị say rồi. Thằng trên cao bị nóc rồi. Ui mù mắt vãi liền. Chứ mặt lên luôn trong smoke nè. Còn thằng nó cái ngoài luôn. Yếu rồi, ok, yếu rồi. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Trời ơi, súng đâu má? Màn hình bình thường. Còn hai cái kho chưa hay. Độc lắm á nha. Trời, ông súng luôn. Zombie. Tâm mi bên đây nè anh Nhàn ơi. Ok. Anh lỡ chạy qua. Được. Thôi anh. Tao kêu cho anh mấy thằng núi cho tụi bay cứ kêu dưới đó đi. Dưới rồi. Nóng một mà. Tập trung đi. Nón giáp chưa có đây. Còn thằng dòng châu. Cái mà em. Giết. Giết luôn anh ơi. Rồi giờ còn trên núi đang tìm đường chạy xuống mình này. Trên núi tao thoái này. Đứng chỗ đây này. Enemies ahead. Đang xuống này, nó xuống được quý. 340. Enemies ahead. Thằng tới gần rồi. Ô trên cao nữa. Knock tiếp này. Enemies ahead. Còn thằng mình dưới đúng không? Còn mình dưới ngay chỗ gờ này. Enemies ahead. Thằng linh gờ cho đấy bắn gờ lắm. Đẩy không. Lên đây còn hai thằng thôi. Còn một thằng thôi. Nè đứng này quý. Ok nóc tiếp này. Lên này. Lên. Enemies ahead. Nóc hai rồi. Nóc ba gì rồi. Có xe. Ok xe này quý. Quên xe này nha. À thằng kia đứng xa. Lên xe. Nè tao đẩy nó được này. Thằng nào đang đứng cánh trái nhà lên xe này nha. Lên xe này, móc ngược lại này. Đẩy lên giết mấy thằng này vậy rồi. Quý đẩy bộ lên. Bọn nó nóc 3 rồi, bọn nó yếu rồi mà. Rồi. Chúc bot, bot. Con này bot. Đây, bọn nó trên đây. Lê luôn. Lê chưa? Chưa. Để em lên xe lên luôn. Nạp rồi. Có ấy màu ăn bò nè. Đừng gằn bò. Ây. Ui bị đít. Mình đứng trên đây chưa hay. Còn thằng xái xe, thôi. Gần giống quý thôi. Thằng mới vừa xe xe đấy. Lìa. Ok. Thằng quý thì nhưng bị treo máy rồi. Bị đít. Chào bắt đầu nha em. Ủa lìa kiểu gì mà còn gạt mày. Bó thì sao? Em bắn anh cường cuối luôn mà. À dạ lìa.
Em thắng thằng dưới anh quý là cuối luôn mà. Bot trời ơi. Lia khu này hai tem rồi. Lại khu nhà đó, đấu luôn. Đang lút dở cho đó. Lút dạo nha mấy bà con ơi. Silent AG có ai dư không? Ai thiếu không? Không, tao có rồi. Không. Băng đạn mở rộng, băng đạn xịn. Cái gì? Năm cái này một cái này. Cần đạn xịn dư nha. Có, cần hai cái. Kìa qua liền. Có đằng sau mình nhìn thấy đâu nhỉ? Có một cái thôi. Cho lời. Đâu vậy? Thì đâu rồi, vô nhà vậy? Ôi lắc kìa. Dạng bạn. Free nha bạn, tại vì mình đang free. Lên núi. Đây, có xe rồi, đây. Lên chỗ chấm đi. Ít quá nhưng vui. Chào cơ Nguyễn nha. Tại vì mới tập thành like thôi. Anh em có gì cho một like share ủng hộ video giùm nha. Chơi cho tầng 2 đó là tôi bỏ đi cái nhà đó. Vãi cả dữ, nãy giờ ông hỏi đi rồi mới hỏi ba. Tao nói là lan can tầng 2 rồi mà tao đâu có giữ đâu. Ờ tính chứ mà em, tính chứ mà em nè. Anh thấy anh thấy. Ôi. Tính ok, tính gần chỗ vị trí anh chấm luôn, lá đi. Ok, một thằng rồi. Xe tới nữa, chưa mặt. Bao nhiêu. Trước mặt em luôn nè, trước mặt em nè. Trước mặt là chỗ nào, hướng cho em, trước mặt của chỗ nào mà đứng. Đúng rồi, trước mặt này. Còn không có tiền lệ. Ê, trên nữa nè, nó trên nữa. Sau môi bồ nó trên đây nè. Chứ mà anh nha, G, 70. Thấy không? Đầu xanh. Đâu một. Từ. Em mới thấy nó luôn mà, biết chưa kịp. Cứ từ bình tĩnh. Vẫn còn cái team luôn. Hóa này hướng ở 120 nè. Hướng cao nè. Tóc tiếp nè. Này. Ui, leo lên đoạn này không được ta. Cái đạn này nó bị cái gì á ta. Đoạn này lên là móc được mà lên không được nè. Chúng anh này, hai ba thằng gì đây này. Ôi, đúng thằng nào móc xuống sau lưng rồi. Ôi, trên núi có nữa, vãi lên trên núi có, lui, không đụng. Trên núi có. Mày trên núi nó vừa bắn tao. Để trái vô bò, để trái vô bò đây, chỗ này trên núi có người rồi. Không bắn được, trên núi mới bắn tao mấy viên rồi. Nó chạy này. Nóc một ngay đây này. Enemies ahead. Chạy luôn, bỏ. Bỏ đi, đẩy luôn, chạy lên. Nó lên cao rồi, một thằng lên cao rồi. Enemies ahead. Ui, gạt không được ta. Bà mẹ nó chứ. Trên cao này. Chạy lên nha. Ê, nó bị tên nào bắn nóc rồi. Nó bị say rồi. Thằng trên cao bị nóc rồi. Ui, mù mắt vãi liền. Chưa, ôi, ốp trong nhà, ốp từ bình tĩnh. Cái thằng sau lưng đang chạy tới này, hướng SE này nhà ơi. Ngoài ba này. Ok, nóc một này. Một thằng yếu rồi nè. Yếu nè, ui. Enemies ahead. Ngoài bò, nó chết rồi. Hàng đã chết rồi. Còn hai thằng trong nhà, hai thằng ở đó thôi. Rồi, hàng đã chết rồi. Thách mà nó vào được bo. Thách rồi, chết rồi. Outside rồi, ok.
hai thằng trong nhà thôi, còn hai thằng trong nhà thôi, còn hai thằng trong nhà trước mặt nè, tao binh rồi nha. Từ từ từ, ôi bo gì nó nữa, vãi lìn thiệt chứ, nó cầm ốp rồi kìa. Rồi đái này, nóng rồi. Quăng. Đây. Nó chỗ nào vậy, tầng mấy vậy? Ui cái gì vậy? Ốp vẫn tầng một. Cứu đi, tao đái lên, tao đái rồi, cứu đi. Không được. Cứu được. Đừng cứu. 40 giây mà vẫn được. Không được, nó đang cơ mà cứu gì? Cái có cái gờ mà cơ gì? Quăng smoke cứu được nè. Chỗ đó có cái gờ mà cơ gì không nội? Cứu được rồi nè. Anh được rồi. Tao sắp tới nhà nó rồi mà tụi bay cứ lo cái gì. Nè quay cái này xuống đi. À đây, chạy tới cái xe đây, tụi bay chạy tới cái xe đây. Rồi. Tụi bay chạy tới cái xe, tụi bay chạy tới cuối nhà nè. Ok, cứu nhà đúng không? Cứu nhà bên kia. Ok, em móc bên đây nè. Từ cứ bình tĩnh. Từ mình trong bo mà với anh coi. Cửa sổ nè. Cửa sổ nè, anh nghe nè, anh biết rồi. Cửa sổ chơi luôn nha. Ui, xe kinh thế. Cố, em cho bom. Nó đại ra rồi. Anh khải cover đi. Nó đại ra, tới đây rồi, không được. Trước mặt anh luôn trong smoke này. Còn thằng nữa anh trai. Ngoài luôn. Yếu rồi, ok, yếu rồi. Chạy luôn, bắn luôn. Tuổi gì mà cái máy mình nó giật quá. Tâm bộ nè. Tâm bộ, các bạn nhớ like và chia sẻ video. Like share cho mình em ơi. 9 okay. Kill. Top 1 rồi, không kêu. Đó, top 1 không kêu rồi, theo cầu. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký cho này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.